các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong video ngày hôm nay thì em xin được lên sóng giới thiệu tới các bác một mẫu xe rất là rộng, rất là to, rất là dài. Một dòng xe đến từ thương hiệu của Ford. Đây là chiếc xe Ford Mondeo anh chị nhá. Đây là một chiếc xe gần như được gọi là chùm cuối của Ford Mondeo rồi. Thì chiếc xe này nó được sản xuất vào năm 2011 và đăng ký lần đầu năm 2012. Trang bị cho mình là số tự động 6 cấp và có cả chế độ S, chế độ thể thao anh chị nhé. Đó. Và với chiếc xe Ford Mondeo này, nó là một cái mẫu xe tư nhân, một chủ tự động sử dụng, thưa quý anh chị và các bạn. Rất là hiếm khi mà cửa hàng có thể mà mua được những chiếc Mondeo mà một được đẹp như thế này. Và với chiếc xe này nó còn thơm nguyên luôn cái mùi nội thất, mùi da của hãng anh chị nhé. Rất là đặc biệt luôn, nội thất mới đét. Ghế da gần như là mới 95% luôn. Và con này là máy số là zin nguyên bản 100%, cũng như là keo chỉ của xe là zin 100% luôn. Máy con này thì ra mặt máy để làm lại xoang cho nó đỡ ẩm dầu thôi. Còn nó là máy zin, số zin anh chị nhá. Cũng như là chiếc xe là keo chỉ zin 100% rồi, thì sơn vỏ của nó gần như là còn sơn zin khá nhiều. Nội thất thì mới 95% luôn. Đây các bác có thể nhìn rất là rõ ràng thì cả từ những cái hệ thống trần của xe này rất là đẹp, trần sáng tinh và lốc đó. Thì với chiếc xe này trang bị cho mình hai từ khí và ABS thành đĩa bốn bánh và la răng đúc. Con này phải nói là ngồi cực kỳ là rộng luôn. Và nó là một mẫu xe mang phân khúc xe hạng D anh chị nhé, phân khúc xe hạng trang, hạng sang ấy. Nó được cạnh tranh với những dòng xe Camry, dòng xe Mercedes, dòng xe BMW, những dòng xe thương hiệu phân khúc hạng D. Thì dòng Mondeo này nó là dòng xe cạnh tranh trực tiếp luôn. Đó. Thì với chiếc xe này là một chủ tự động sử dụng Euro, chạy mới được có 12 vạn thôi chị các bạn ạ. 12 vạn. Cho nên là cái lốp sơ cua của nó ấy cũng chưa có hạ các bác nhá. Lốp sơ cua của nó vẫn là lốp sơ cua zin nguyên bản trong xe luôn. Đó. Đây, chúng ta để nhìn đấy này. Chúng ta nhìn đây nó hơi bị nhấp nháy do cái điện tử bây giờ cũng đang báo hết xăng. Đây các bác, cái cảm giác ngồi bên trong xe của Ford Mondeo nó rất là êm, êm thực sự luôn. Và chạy rất đầm chắc, các bác thấy không? Đi qua những cái chỗ sóc ấy, ngồi vẫn rất là bề vệ, rất là đầm chắc luôn. Đó, đi rất là ổn định, đi rất là sướng. Nó gần như là zin đến 95%, còn mới đến 95% luôn.
Và một lần nữa thì rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã luôn luôn và đồng hành và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Thì nếu như anh chị và các bạn nào chúng ta có nhu cầu mà có nhu cầu trao đổi xe nhé, các bác có nhu cầu trao đổi xe thì các bác có thể là kết nối cho em mình qua số Zalo là 0852 555 555, và nhờ nhắn tin cho em và cho em xin thông tin xe của các bác để em định giá và chúng ta có thể tính đến bài toán là trao đổi xe. Và với tầm mùa dịch này thì nếu như anh chị và các bạn nào mà ở cách Bán Kính tỉnh Hải Dương tầm khoảng 150 km thì bên em sẽ hỗ trợ ship đến tận nhà anh chị và các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng. Chào tất cả các bác.